of vulnerability and the need for protection. Supported by PLAN and the Vietnam Committee for Population, Family and Children, the toll-free Child Helpline is giving children like her a lifeline to high-quality child protection services and support. Đường dây tư vấn xin nghe. Đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em có thể nói là một sáng kiến, một sự gặp gỡ giữa một cơ quan chính phủ của Việt Nam là Ủy ban về dữ liệu trẻ em và tổ chức PLAN tại Việt Nam. Cái ý tưởng này xuất phát từ năm 2001. Khi chúng tôi ngồi với nhau, chúng tôi thấy là cần phải có một cái tăng cường sự bảo vệ trẻ em và cần có một cái phương tiện, cần một cái công cụ gì đó để mà trẻ em được bảo vệ tốt hơn và tạo điều kiện cho các em tham gia nhiều hơn. Kết thúc đúng 2 năm của cuộc gọi thì chúng tôi tổng kết là có khoảng gần 100.000 cuộc gọi tới tổng đài. Trong đó thì có đến 1.000 ca là chúng tôi phải huy động sự tư vấn và hỗ trợ can thiệp một cách trực tiếp. Để biết đến cái đường dây này thì chúng em đã làm rất là nhiều công việc. Ví dụ như là xuống truyền thông tại các trường học này, tại các tụ điểm mà trẻ đường phố làm việc này, rồi nhà trọ của các trẻ đường phố, và kể cả các cái bác bán hàng nước này, chủ nhà trọ, em cũng đến truyền thông và cũng đến nói chuyện với cả họ về số điện thoại này. Ví dụ như đây là một cái sản phẩm mà chúng em sẽ mang đi truyền thông, chúng em sẽ giới thiệu với họ về số điện thoại, về các cái lĩnh vực mà đường dây có thể giúp đỡ cho trẻ em hay những người quan tâm đến trẻ em, và từ đó thì sẽ nhờ họ chuyển tới những cái trẻ em những cái tấm về quảng cáo về đường dây này. Em đã học về bồi bạc và cách phục vụ khách ạ. Bây giờ em nghĩ lại tất cả ấy, thì em cảm thấy rằng là đường dây tư vấn đã giúp cho em có một cái cuộc sống rất là tốt ạ, và mở được cho em một con đường đi ấy, rất là sáng, và em sẽ không phải sống trong